Rất vui mừng được chào đón tất cả quý vị đang ghé thăm giọng đọc xứ cơ hoa trên kênh youtube của Misa USA trong giờ đọc truyện hôm nay. Thương chúc quý vị cùng gia đình an yên và tràn đầy năng lượng. Nơi đây, giọng đọc xứ cơ hoa xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả quý vị đã, đang và sẽ tiếp tục thương yêu giọng đọc. Quý vị ơi, cũng xin đừng quên hoan hỷ nhấn chuông subscribe đăng ký kênh và giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến giọng đọc xứ cơ hoa nữa nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ là phần tiếp theo của tiểu thuyết Đôi mắt người xưa của tác giả nhà văn Ngọc Linh. Chúc quý vị có một buổi nghe truyền thiệt là thoải mái. Chương 3 Đến phòng mạch của Vũ, Hiền bảo anh xích lô đạp xe thẳng vào trong sân biệt thự vì nàng đã liệu sức mình không thể bồng bé lệ đi xa được trong lúc đó ông thiện cũng vừa cho xe ra đến cổng rào hiền ngước nhìn lên xe ông và đôi mắt buồn bã của nàng khiến ông thiện hơi ngờ ngợ ông thiện nhìn đứa bé đang nằm thiêm thiếp trong lòng thiếu phụ thì độ chừng nó đau nhiều lắm chiếc xích lô vừa đậu trước phòng bệnh nhân hiền liền bồng con vào trong dáng điệu của nàng càng làm ông thiện băn khoăn nghi ngờ nhất định ông đã gặp thiếu phụ này ở đâu một lần vì nét mặt trông quen lắm. Phải, rồi phải rồi, đúng là cô này chứ không có ai khác đâu. Ông Thiện cho xe lui trở vào rồi vội vàng bước xuống xe. Mộng Ngọc còn đang dùng điểm tâm chợt thấy cha trở vào thì ngạc nhiên lắm. Nàng chạy ra đón cha. Ba quên gì vậy ba? Ông Thiện chưa muốn cho con biết vội liền đáp À, à, bà quên giấy tờ suýt một chút nữa không có làm hợp đồng được với người ta ông đi thẳng về phòng riêng để giải bài suy tính ông ngờ thiếu phụ và đứa bé kia là hai người mà ông đã gặp đi chung với phụ hôm trước bây giờ ông muốn dò xét họ nhưng chưa biết tính cách nào nếu ông đến xá cánh cửa ăn thông qua phòng mạch mộng ngọc có thể lo lắng dò hỏi chỉ gây thêm rắc rối và nếu không đến đó thì làm sao ông biết được sự thật? Ông thiện chợt nghĩ, hay là mình đi thẳng qua phòng mạch, nhất định sẽ chạm mặt cả hai người. Nhưng mà lỡ ra thiếu phụ là khách lạ, đem con đến trị bệnh thì làm sao mà ăn nói với con rể? Chỉ vì không muốn cho Mộng Ngọc biết sớm, sinh buồn phiền nên ông thiện cảm thấy lúng túng. Ở bên phòng mạch, lúc bấy giờ liễu đang sợ điếng hồn khi thấy hiền bồng con bước vào nàng vừa đưa bệnh nhân ra chợt thấy hiền kêu lên ơ à, kìa 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 cô hiền cũng lên tiếng cô liễu rồi nàng bồng bé lệ đến cửa phòng mạch liễu hỏi cháu làm sao vậy nó nó bệnh nhiều lắm cô ảnh đi đâu rồi liễu chỉ tay vào trong bảo hiền bác sĩ kìa cô vào đi nhiều bệnh nhân đã lấy số trước, lộ vẻ ngạc nhiên nhìn Liễu, trong khi hiện bước vô phòng. Liễu sợ Phật lòng các thân chủ. Xin quý ông bà cảm phiền, cháu bé bệnh nhiều xin cho vào trước để kịp chữa trị. Giọng nói của Liễu đầy cảm tình, nên các bệnh nhân ở ngoài cũng không phàn nàn gì cho lắm. Vũ đang ngồi xem lại mấy toa thuốc vừa cho. Bỗng nghe tiếng hiền, liền ngẩng lên, chàng sửng sốt đứng phát dậy, khi thấy Hiền bồng bé Lệ trên tay. Kìa, em đến đây làm gì? Hiền để bé Lệ nằm trên chỗ dành cho bệnh nhân xem mạch, đáp ngay. Con, con đau nhiều lắm anh. Vũ đến bên bé Lệ, rờ lên trán nó, thấy nó nóng hừng hực thì lo sợ hỏi. Con nóng lại từ hồi nào? Hồi hôm, em cho con uống thuốc nóng của anh nhưng không có hiệu quả nửa đêm con còn làm kinh nữa vũ xem mạch rồi nghe ngực bé lệ chàng hơi lo không biết có phải sưng phổi hay không trong lòng vũ lúc bấy giờ thật là rối rắm chàng biết chắc ông thiện đang để ý từng cử chỉ của mình hiền và con đến đây thật là nguy hiểm nhưng con của chàng bệnh nặng chàng phải lo cho nó trước đã liễu đứng gần bé lệ trong lòng cũng không yên chút nào hết Thỉnh thoảng nàng lại nhìn về phía cánh cửa hông. Lỡ Mộng Ngọc có việc cần, bước sang hỏi Vũ thì dễ bể hết. Nàng liếc nhìn Vũ và đoán chừng bác sĩ cũng đang lo lắng như mình. Chỉ riêng có hiền thì vô tình không để ý gì cả. Nàng có ngờ đâu sự có mặt của nàng và bé Lệ trong phòng này làm cho Vũ và Liễu hết sức âu lo. Hiền đứng sát bên Liễu nói nhỏ. Đêm qua ảnh không có về, mà cô cũng không đến tôi sợ quá hả à. thuốc nóng anh vũ bảo mua hôm qua tôi cho nó uống vẫn không bớt mỗi lần nó làm kinh trợn trắng tôi khóc hết nước mắt hả à. liễu an ủi nàng không sao đâu cô vũ xem bệnh cho con xong bảo liễu chích cho bé lệ một mùi thuốc rồi nói với hiền em đừng sợ đến chiều con sẽ bớt hả à? hiền nhìn chàng lầu vé mừng liễu chích thuốc cho bé lệ nó bị đau nó khóc thét lên hiền và vũ dỗ dành con tội nghiệp con tôi đau một chút hả con nín đi con bé lệ lại nhắm nghiền đôi mắt thiếp đi như lúc nãy trong cơn mê thỉnh thoảng lại nấc lên hiền bảo vũ nó nóng không có đáng ngại chỉ có cái làm kinh mắt trợn trắng em sợ quá hả à. không có sao đâu em để anh cho con uống thuốc an thần liễu liếc nhìn về phía vụ nàng muốn hỏi xem bác sĩ liệu thế nào về những bệnh nhân đang đợi bên ngoài vũ hình như không để ý đến chuyện đó chàng cúi xuống biên toa rồi bảo hiền em và con ngồi đây để anh nhờ cô liễu đi mua mấy thứ thuốc đã ở phòng mạch mình không có hiền gật đầu ưng thuận trong lúc vũ quay sang liễu cô đến nhà thuốc giùm tôi nha toa đây cô vũ kéo học tủ lấy tiền đưa cho liễu nàng cầm lấy toa thuốc và tiền rồi hỏi vũ thưa bác sĩ còn nhiều bệnh nhân họ chờ đã khá lâu rồi vũ đáp cứ để cho họ chờ một chút nữa nhờ cô đi ngay cho liễu thay blues mỉm cười với hiền rồi ra cửa nàng không dám nhìn các bệnh nhân vì không biết phải trả lời họ thế nào nếu họ hỏi đến nàng lên xe đạp ra cổng rào bỗng có tiếng gọi cô liễu Cô Liễu. Liễu quay nhìn lại thì thấy ông Thiện đang đứng trước cửa nhà vụ và gọi mình. Nàng dừng xe lại, lưỡng lự, không biết có nên đến chỗ ông đứng hay chăng. Ông muốn hỏi gì? Ông Thiện thấy nàng có vẻ do dự thì bước lần ra cổng cất tiếng. "Cô Liễu à, cô đi đâu đó?" Liễu xuống xe khẽ đáp, "Dạ, tôi đến đằng này có chút việc, có cần lắm hay không cô?" dạ cũng cần ông thiện dừng bước bảo liễu nếu vậy à, thì à, cô đây đây tôi định hỏi thăm cô một chuyện nhưng thôi cũng à, không có quan trọng lắm liễu cúi chào ông thiện rồi lên xe đạp đi ngay từ lúc trở vào nhà đến giờ ông thiện vẫn không biết phải dò xét vũ thế nào để mộng ngọc khỏi nghi ngờ ông chờ khi mộng ngọc điểm tâm xong xuống nhà sau mới ra khỏi phòng chính lúc đó ông thấy liễu lên xe đạp nên vội vã gọi nàng liễu đi rồi ông thiện không trở vào nhà mà đi vòng qua phòng mạch của vũ chỗ dành riêng cho bệnh nhân ngồi đợi ông thấy năm sáu người đang ngồi chờ họ thấy ông vào thì ngỡ đâu là một bệnh nhân mới đến nên chỉ nhìn qua rồi thôi ông thiện cố ý tìm người thiếu phụ và đứa trẻ lúc nãy nhưng không thấy đâu có lẽ thiếu phụ đã vào phòng mạch rồi ông thiện nhủ thầm thiếu phụ này tại sao lại được đặt ân vào trước các bệnh nhân? Có tiếng phàn nàn. Sao mà lâu quá? Nếu mà biết vậy không có thèm lấy số mà làm gì? Lấy số mà người vô sao được xem bệnh trước thì cũng như không. Ông thiện nhìn người thiếu nữ vừa thốt ra câu đó. Một bà đứng tuổi tiếp lời. Người ta đã xin lỗi rồi mà còn trách làm chi? họ bảo đứa bé ấy bệnh nặng mà trong phòng không còn ai phàn nàn gì thêm nữa nhưng có người lại bỏ về ông thiện biết chắc thiếu phụ đang ở trong phòng nên càng nôn nao hơn tại sao có khách ở trong phòng mà vũ lại cho liễu đi khỏi việc này chắc có ám mùi chi đây ông thiện muốn gõ cửa vào phòng nhưng sợ gây bàn tán giữa các bệnh nhân ông ra cửa và trở về nhà ông định qua phòng mạch bằng cánh cửa hông phải tìm hiểu rõ ràng mối liên quan giữa vũ và người thiếu phụ kia mới được ông thiện đến bên cánh cửa hông ăn thông sang phòng mạch của vũ gõ ba tiếng vũ vừa cất giọng hỏi thì ông thiện đã sâu cửa bước vào trong khi đó mộng ngọc cũng từ nhà sau đi lên nàng hơi ngạc nhiên khi thấy cha vào phòng mạch của vũ vào giờ này có bao giờ ba làm như vậy đâu có chuyện gì gấp sao mà ba không biểu mình qua kêu anh vũ mộng ngọc bước đến cửa hông cánh cửa còn để hở nên nàng nghe rõ tiếng cha ở bên trong con à bà con chút việc muốn nói mộng ngọc biết đâu lúc ấy chồng của nàng đang chết sững không mở lời được vũ đã quyết định trong lòng là cứ liều đến đâu hay đến đó nhưng trước mặt ông thiện chàng thấy bối rối vô cùng còn Hiền thì ngạc nhiên nhìn ông Thiện rồi nhìn qua cánh cửa hông, nàng nhủ thầm, ông này là ai mà gọi Vũ bằng con, không lẽ là cha ruột của Vũ mà chàng không có cho mình biết. Ông Thiện cúi chào Hiền, "Xin lỗi cô, tôi muốn nói chuyện riêng với bác Sĩ." Hiền chấp tay cúi đầu, "Dạ thưa ông, ông cứ tự nhiên." Rồi nàng liếc nhìn Vũ, như ngầm muốn chàng giải thích rõ ràng sự hiện diện của ông thiện vũ đã định tĩnh tâm thần và chàng thấy đã đến lúc không cần phải giấu giếm gì nữa chàng hỏi ông thiện bà hỏi con việc chi hiền nhìn ông thiện rồi ngó vũ mà nhủ thầm đúng ông này là cha ruột của vũ rồi ông thiện để ý thấy cử chỉ của nàng nhưng không nói gì hết mà kéo vũ về phía cánh cửa hông hỏi nhỏ Ba muốn con nói thật cho ba biết người đàn bà kia là ai và đứa bé nữa, cả hai có thân tình gì với con. Ông Thiện không ngờ trong lúc đó Mộng Ngọc đang đứng sát cánh cửa và chứng kiến từ sự, Vũ đáp lời ông. "Thưa ba, câu chuyện còn dài, con phải giải thích rõ ràng ba mới hiểu được." Ông Thiện hỏi gần lại, "Nhưng mà ba muốn biết ngay người thiếu phụ đó là ai, có phải là tình nhân của con hay không?" Vũ lắc đầu nhìn ông Thiện rồi quay về phía Hiền. Thưa ba, Hiền nó là người mà mà... Ông Thiện quá nóng nảy, không để cho Vũ nói hết lời. À, nhưng vậy thì đúng cô kia là người tình của cậu rồi. Còn đứa bé, nó có phải là con của cậu hay không? Vũ gật đầu, ông Thiện buông tay chàng ra mà nói lớn. Thế này thì quá lắm rồi, tôi thật là không có ngờ á. Mộng Ngọc đã nghe rõ những lời đối đáp giữa cha và chồng. Nàng bàng hoàng tưởng chừng như đang trong cơn mê. Trời ơi! Có thể như vậy được sao? Trái lại, Hiền nghe ông Thiện nói lớn lên, lại tưởng làm là cha ruột của Vũ. Nàng nghĩ chắc ông vừa mới biết rõ chuyện hai người thầm lén yêu nhau. Nàng muốn bước đến trước mặt ông để cầu xin ông thương xót. Trong khi đó, Ông Thiện chỉ tay vào mặt Vũ mà nói, Cậu Vũ, cậu trả ơn cho tôi đó phải không? Tôi đối xử với cậu như thế nào mà cậu đành lòng làm, làm như vậy hả? Vũ ngập ngừng. Thưa ba, chuyện này thật ra là ngoài ý muốn của con. Thôi thôi thôi, cậu đừng có quỷ biện. Ý muốn gì? Cậu nhớ kỹ lại xem cậu là người như thế nào ngày nay cậu có địa vậy là nhờ ai tôi không muốn nhắc ơn nghĩa xưa nhưng cậu chống quên quá mà ông thiền ngừng lại một lúc rồi tiếp tôi thương cậu giúp đỡ cậu học thành tài rồi gả con tôi cho cậu mộng ngọc có lỗi làm gì mà cậu nỡ lòng phản bội nó nó tin yêu cậu quá mà lúc nào cũng giữ trọn nghĩa làm vợ sao vậy cậu vũ sao cậu nỡ chà đạp lên lòng tin yêu của cha con tôi hả Vũ lắc đầu. Không phải vậy đâu ba. Con có thuật chuyện này cho Mộng Ngọc nghe. Nhưng con chưa có nói rõ ràng sự thật. Ông Thiền không còn tiếc lời nữa. Sự thật gì? Cậu lừa dối cả cha con tôi chết cái gì? Tôi lo cho cậu uổng công quá mà. Cậu là một người không ra gì hết. Tôi nói cho cậu biết. Ngày nay cậu được địa vị này. Cậu quên mất mình là ai sao? Thưa ba, không phải như vậy đâu ba ba hiểu dùm con còn cái gì nữa mà hiểu đời tôi chỉ có một đứa con gái tôi chỉ lo hạnh phúc của nó thôi xưa kia vì thương bạn mà tôi giúp đỡ cậu tôi đã lầm mà gả con gái cho cậu để ngày giờ này mộng ngọc mới phải chịu khổ và bé dung con của cậu á xin ba cho con giải thích đi ba còn cái gì nữa mà giải thích hả à? ông thiện chỉ tay về phía hiền và bé lệ người đàn bà kia là người yêu của cậu đứa bé kia là con của cậu như vậy đã trả lời những điều thắc mắc của tôi từ mấy hôm nay không còn gì phải nói nữa hiền chết lặng người đi sau những lời của ông thiện trời ơi vũ đã có vợ có con nàng lùi lại bên bé lệ nắm lấy bàn chân bé nhỏ của con như cố định tĩnh tâm thần vũ lắc đầu bảo ông thiện Ba ba đừng có nóng để con nói đã. Chủ tâm con không phải muốn lừa dối ba và mộng ngọc đâu. Ông thiện cướp lời chàng. Thôi thôi, cậu đừng có nói thêm nữa. Cậu đã đánh mất lòng tin yêu của cha con tôi rồi. Nói thật với cậu nghe, mộng ngọc không phải ế trọng đâu. Tôi có sản nghiệp lớn mà. Nếu cần tìm thông gia chẳng thiếu gì. Tôi nghĩ đến cậu là vì tình bạn với cha cậu Chứ như bây giờ đây, không có cậu, tôi vẫn có thể gả con tôi nơi xứng đáng hơn. Cậu liệu mà thu xếp, chứ đừng có tưởng tôi cần cậu. Mộng Ngọc nó còn có cha nó mà. Cậu đừng có tưởng nó khổ sở gì không có cậu nghe. Những lời nói của ông Thiện như tạt nước vào mặt Vũ. Chàng ngẹn lời không nói thêm gì được nữa. Chàng đâu ngờ ông Thiện khinh khi mình đích thế. Phải mà, chàng chỉ là một kẻ chẳng ra gì nhờ bám víu vào ông mới được nở mày nở mặt ngày nay ông có buông những lời phủ phàng kia cũng không phải là quá đáng ông thiện vẫn chưa đã nư dần, nên nhìn về phía hiền mà nói cậu cứ xét lại lòng mình đi hết yêu con tôi thì có việc sống theo ý cậu tôi sẽ gả mộng ngọc nơi khác tôi nhắc lại cho cậu nhớ là mộng ngọc không có ế chồng đâu thà là nó có hai đời chồng còn hơn phải khổ vì người đàn ông bụi bạc cậu ra khỏi nhà này, lạ tôi sẽ gả nó cho cậu xem. ông thiện nói xong đi về phía cửa hông. mộng ngọc đã chứng kiến và nghe tất cả những lời của cha nói, nàng bàng hoàng không biết gì nữa hết. thấy cha đi về phía mình, thì nàng chạy nhanh vào phòng. ông thiện vô tình không ngờ con gái đã nghe hết mọi chuyện. ông ngồi xuống ghế sa lông, sắc mặt vẫn chưa hết giận. trong khi đó, vũ nắm chặt hai bàn tay lại quay vào với hiền những lời của ông thiền đã đẩy chàng đến một quyết định người ta đã khinh khi mình như thế là cùng rồi hiền bước đến bên vũ khẽ hỏi anh như vậy nghĩa là sao ông đó là ai có phải là cha vợ của anh hay không rồi nàng nghẹn lời ràn rụi nước mắt em em thật không ngờ phải về như vậy em đâu có làm khổ anh vũ lắc đầu không sao mà em nói thế chính anh mới là người đã làm khổ em sở dĩ anh chưa nói ra là còn bao nhiêu ngang trái sự thật chẳng những làm khổ em mà còn làm khổ cho mộng ngọc nữa hiền lặp lại lời vũ mộng ngọc hả nàng đã nghe ông thiện nhắc đến tên đó nhiều lần hiền quay nhìn về phía cánh cửa hông và chợt nhớ đến thiếu phụ sang trọng mà nàng đã gặp khi mới đến phòng mạch của vũ lần đầu nàng hỏi vũ mộng ngọc có phải là người đã gặp em hôm trước hay không ở chỗ cánh cửa kia kìa vũ gật đầu hiền lặng thinh nhìn xuống đất vũ tội nghiệp nàng vô cùng chàng thở dài khi nhớ đến những lời khinh miệt của ông thiện lúc nãy đã thế chàng còn lưu luyến ở đây làm gì ông thiện đã xem chàng như kẻ hèn hạ nhất ở trên đời nhờ bám víu vào ông và Mộng Ngọc mới có địa vị như ngày hôm nay. Được rồi, mình sẽ ra đi, để cho ông thiện gả Mộng Ngọc cho ai thì tùy ý. Vũ cất tiếng bảo Hiền, em bồng con ra xe về nhà trước đi, anh sẽ đến ngay. Hiền nhìn Vũ lắc đầu, anh, anh, em, em không có muốn làm khổ anh thêm. Vũ nghiêm sắc mặt. Em hãy nghe lời anh, đừng có nói thêm gì nữa. Ngay trong khi đó, Liễu mua thuốc trở về. Nàng nhìn vẻ mặt hai người đã đoán biết có sự gì không hay đã xảy ra. Liễu đưa thuốc cho Hiền thì vũ bảo nàng. Cô Liễu, tôi nhờ cô xin lỗi bệnh nhân dùm. Vì có việc riêng nên tôi không thể tiếp ai hết. á. Liễu ngơ ngác hỏi lại. Thưa bác sĩ, cô cứ làm y theo lời tôi đi, đừng có hỏi gì nữa. Liễu lo lắng trong lòng. Chỉ trong một tuần lễ mà phòng mạch ngưng tiếp khách hai lần bệnh nhân sẽ nghĩ sao về chuyện này tuy nhiên nàng cũng bước ra ngoài và thi hành đúng theo lời vũ trong khi đó vũ nói với hiền em về nhà trước đi giọng nói nghiêm nghị của chàng khiến cho hiền không dám cãi lại nàng bồng con ra cửa phòng mạch thì gặp liễu liễu khẽ hỏi hiền cô về hả hiền gật đầu nhìn liễu nước mắt ràn rụa liễu chưa biết rõ chuyện gì đã xảy ra trong lúc mình đi vắng nên hỏi tiếp Chuyện gì vậy cô Hiền? Vũ thấy Liễu đang trò chuyện với Hiền, vụt nảy ra một ý nghĩ. Nhờ Liễu đưa Hiền về để tránh chuyện không hay xảy ra chứ. Chàng bước ra bảo Liễu. Nhờ cô đưa Hiền về nhà giùm tôi. Cô ở đấy chờ tôi để rồi tôi sẽ về. Mong cô giúp tôi lần chót. Liễu biết chuyện đã đến hồi nghiêm trọng nên không hỏi thêm nữa mà chỉ vân dạ. Nàng bồng bé lệ thay cho Hiền rồi hai người ra xe đi ngay. Khi lên xe rồi, Hiền nghẹn ngào bảo liễu. Cô ơi, tôi đâu có ngờ anh Vũ đã có vợ có con. Liễu sửng sốt nhìn nàng, không về là nàng đã biết rõ. Tuy nhiên, Liễu cũng dè dặt hỏi. Bác sĩ vừa nói cho cô biết hả? Không, anh Vũ vẫn giấu tôi. Mới rồi đây cha vợ anh ấy vào phòng mạch, nói rõ tự sự. Vũ kêu lên. Trời ơi ông thiện hả? Hiền ngạc nhiên. Cô cũng biết ổng hay sao? Liễu gật đầu. Biết lắm chứ, tôi làm việc ở đây hơn một năm rồi. Cô Liễu, sao cô không có nói cho tôi rõ? Tôi đâu có muốn giấu giếm cô, nhưng thấy bác sĩ đứng trước một hoàn cảnh khó xử, tôi biết Liễu làm sao. Bác sĩ cũng khổ tâm lắm, ông đang tìm cách giải quyết cho ổn thỏa đôi đàn á Hiền thở dài rồi bảo liễu Tôi không bao giờ ngờ phải tôi biết anh Vũ đã có vợ con Đời nào tôi lên Sài Gòn để gây thêm sự khổ lòng chứ Nàng nghẹn ngào Tôi vẫn tưởng anh Vũ còn nghĩ đến tôi Trời ơi sao mà tôi lại có thể tin tưởng một điều vui vơ như vậy Cậu giáo hoài đã bảo tôi phải dè dặt mà. Nay gặp chuyện này tôi còn biết tính sao? Liễu nhìn Hiền xót thương nhiều lắm. Nàng hỏi Hiền. Ông Thiện đã nói những gì lúc nãy và thái độ của bác sĩ ra sao? Hiền thuật lại cho Liễu nghe những lời ông Thiện nói. Tuy không đúng nguyên vẹn, nhưng đại ý nàng hiểu là như vậy. Nàng lại hỏi Liễu. Ông ấy nói nhiều lắm, nhưng tôi không hiểu hết cô Liễu à Tại sao lại kể ơn với anh Vũ Và cho rằng anh ấy có địa vị ngày nay là nhờ ông ta Thế làm sao hả cô Liễu Liễu nhìn nàng lắc đầu Tôi không có hiểu rõ lắm Nhưng thái độ của bác sĩ như thế nào hả cô Sao lời nói của ông ấy Anh Vũ có vẻ tức giận lắm Và đã bảo tôi về nhà ngay anh ấy sẽ về sao? Liễu nhủ thầm. Thế là Vũ đã quyết định lìa bỏ vợ con để sống hẳn với Hiền. Không lẽ vì những lời nặng nề của ông Thiện mà bác sĩ đành bỏ vợ con hay sao? Liễu có biết đâu Vũ công đang nát lòng trước bao điều ngang trái. Khi nàng và Hiền lên xe đi rồi thì chàng trở vào phòng mạch với những nỗi chua xót trong lòng. Đột nhiên phải rời bỏ nơi quen thuộc của mình mà đi ai lại tránh khỏi những phút băn khoăn lo nghĩ mấy lần vũ định qua lấy đồ dùng của mình nhưng sợ gặp mặt ông thiện và mộng ngọc chắc là ông thiện đã nói hết cho vợ chàng biết rồi và từ nãy giờ mộng ngọc không sang đây đủ chứng tỏ nàng không còn muốn chấp mặt mình nữa phải mà chàng là một người chồng bội bạc không vẹn nghĩa với vợ hiền có khinh khi thiệt là đáng những lời trách mắng của ông Thiện lại vang lên trong đầu Vũ. Thôi đi, cậu đừng có nói gì thêm nữa. Cậu đã đánh mất lòng tin yêu của cha con tôi rồi. Nói thật với cậu nghe, Mộng Ngọc không phải ế chồng đâu. Tôi có sản nghiệp lớn mà. Nếu cần tìm thông gia chẳng thiếu gì. Tôi nghĩ đến cậu là vì tình bạn với cha cậu. Chứ bây giờ đây không có cậu, tôi cũng có thể gả con tôi một nơi xứng đáng hơn. Những câu nói phủ phàng đó đủ cho Vũ thấy sự khinh thường của gia đình bên vợ đối với mình từ bao lâu nay. Không có chàng, Mộng Ngọc vẫn có hạnh phúc. Nàng sẽ lấy chồng ở nơi xứng đáng hơn. Ông Thiện đã nói rõ ràng như vậy thì chàng còn gặp họ nữa mà làm gì? Được rồi, nếu ở đây mình là một kẻ thừa thì mình sẽ đi ngay, cho khỏi bận biểu. Hiền đã khổ sở nhiều rồi, và đang cần đến sự đùm bọc che chở của mình hơn ai hết vũ vào bàn viết lấy những giấy tờ cần thiết rồi ra cổng gọi xe đi ngay chàng nghĩ là mình sẽ không bao giờ trở lại ngôi biệt thự này nữa mộng ngọc nằm lặng trong phòng có đến hàng giờ nàng khóc chán chê rồi mới nghĩ đến chồng dù thế nào đi nữa nàng cũng phải gặp vũ để hỏi cho rõ sự tình tại sao chàng tệ bạc như vậy nàng chợt nhớ đến câu chuyện mà vũ đã kể cho nàng nghe đêm hôm trước có phải chăng anh chàng sinh viên trong cảnh ngộ đó chính là chàng à có thể như thế lắm vũ đang gặp hoàn cảnh khó khăn nên đã hỏi dò nàng xem phải giải quyết thế nào mộng ngọc thấy trong lòng bừng lên niềm hy vọng nếu quả thật người thiếu phụ trong phòng mạch của vũ lúc nãy là người yêu cũ của chàng thì còn có chỗ tha thứ nghĩa là vũ không bội bạc nàng Mộng Ngọc nghĩ thế nên bước vội ra cửa phòng. Ông Thiện vẫn chưa đi và đang ngồi dựa lưng vào chiếc ghế bành mà hút thuốc. Qua cơn tức giận, ông mới nhận thấy mình đã quá lời với Vũ. Ông ân hận vô cùng, cũng như không biết làm sao chuộc lại những lời đã thốt ra. Ông Thiện mong Vũ trở về nhà để ông được nói một vài lời vả lã. Chứ không lẽ bây giờ ông lại sang phòng mạch một lần nữa hay sao? Bỗng, ông nghe tiếng động ở cửa phòng bên, Ông nhìn lại thấy Mộng Ngọc. Ông thiện tưởng đâu nàng chưa hiểu gì hết, nên gượng cười mà hỏi nàng. Hồi nãy giờ con ở đâu? Ba cũng sắp đi nhưng không có thấy đứa nào lên coi nhã. Ông vụt nhìn thấy trong mắt Mộng Ngọc có ngấn lệ thì im bặt. Xong, ông cũng không tin là con gái mình đã hiểu rõ tất cả. Có chuyện gì vậy con? Mộng Ngọc thở dài. Ba giấu con làm gì? Con đã hiểu hết rồi." Ông Thiện quay nhìn về phía cánh cửa ăn thông qua phòng mạch, ngập ngừng. Bà đang lo không biết có đền uh... Mộng Ngọc nghiêm nghị. Ba giấu con để làm gì? Ba sợ con khổ lòng trước sự thật chứ." "Trước sao gì á, con lại không phải khổ, ba biết chuyện này từ bao giờ vậy?" Ông Thiện ngẫm thì một lúc mới đáp, Bà biết hôm mà ba đến đây vào buổi trưa đó, chính ba đã khuyên con đừng có để Vũ đi dự tiệc một mình nữa, con có nhớ hay không? Mộng Ngọc chợt nhớ lại những lời dặn dò của cha, nhưng lúc ấy nàng vô tâm lắm, có để ý gì đâu. Nàng vụt hỏi, tại sao mà ba không nói rõ sự thật hơn? Ông thiện đáp, bởi chính ba cũng chưa có bằng cớ xác thật. Ba chỉ thấy Vũ đi một lần với hai mẹ con con bé kia thôi ba đã cố dò la hành động của vũ giúp con mãi đến hôm nay mới biết hết sự thật đó mộng ngọc bảo cha con phải gặp anh vũ ngay mới được con cần phải hiểu rõ tất cả mộng ngọc vừa bước đi thì ông thiện gọi dịch lại mộng ngọc con mộng ngọc quay nhìn cha ngạc nhiên hỏi thưa ba con hãy thận trọng lời nói lúc nãy ba đã không khéo nói nhiều tiếng không có hay ba đã quá nặng lời với nó rồi. Mộng Ngọc không đáp, từ từ bước đến bên cánh cửa hông. Nàng gõ mấy tiếng rồi sâu nhẹ cánh cửa bước vào. Phòng mạch vắng tanh, không còn một ai. Mộng Ngọc cất tiếng: Anh ơi, anh. Không có tiếng đáp. Cô Liễu cũng đi đâu mất? Mộng Ngọc đi vào phòng mạch, ra phòng khách. Bệnh nhân đã về hết từ bao giờ? Nàng nhủ thầm: Thế là Vũ đã đi rồi. Nhưng tại sao chàng lại ra đi? Vũ không còn nghĩ gì đến mẹ con mình hay sao? Mộng Ngọc thờ thẫn về nhà, trong lòng buồn thảm lắm. Ông Thiện nhìn qua nét mặt của nàng sửng sốt, hỏi liền. Ngọc, Vũ đâu? Mộng Ngọc khẽ đáp. Anh ấy đi rồi ba. Đi rồi hả? Mà đi đâu? Ông Thiện có vẻ ngơ ngác như người đang đứng trước một việc quá sức tưởng tượng của mình. Thật ra, ông cũng đã đoán trước được phần nào hậu quả không hay sau những lời miệt khinh đối với Vũ. Ông không muốn Mộng Ngọc quán cách mình, nhưng hiện giờ Mộng Ngọc không còn tâm trí đâu để nghĩ đến điều đó. Vũ ra đi, nàng càng thấy lòng chua xót nhiều hơn. Nàng chưa hiểu gì về người yêu cũ của Vũ, nhưng sự ra đi của chàng chứng tỏ chàng nặng tình với thiếu phụ đó hơn vợ con ở nhà. Ý nghĩ ấy khiến Mộng Ngọc khổ tâm vô cùng. Ông Thiện nhìn thấy vẻ đau khổ của con. Trong lòng bức rất không yên. Ông thấy hối hận về những lời đã nói với Vũ. Ông đứng lên bảo Mộng Ngọc. Con cứ ở nhà đi. Ba đi tìm nó cho. Chắc lỗi tại ba mà ra. Mộng Ngọc ngạc nhiên. Sao lại tại ba? Thì lúc nãy ba đã quá lời. Mộng Ngọc chợt nghĩ đến những lời cha đã khinh miệt Vũ. À, phải rồi có lẽ vì tự ái bị chạm mà vũ ra đi hay chăng ông thiện tiếp lời vì quá thương con mà ba gây sự khổ cho con ba đã bảo không có cậu thì tôi cũng gả con tôi đi nơi khác được mộng ngọc ôm lấy đầu con có nghe tất cả những lời ấy rồi ba đừng có nhắc lại nữa sự thể đã lỡ hết rồi thôi ba cũng đừng tìm kiếm ảnh mà làm gì Ông Thiện ngơ ngác Sao vậy con? Mộng Ngọc không đáp, ông Thiện lặng thinh một lúc mới hỏi. Con giận ba đó hả? Ba ân hận vì đã nói ra những lời không suy xét. Nhưng khi biết được Vũ không chung thủy với con, ba không cầm lòng được. Mình đã đối với nó tốt quá. Con thì lúc nào cũng giữ dạng đạo vợ hiền. Tại sao Vũ nở đi yêu người khác? Mộng Ngọc ngước nhìn cha, nghiêm giọng nói. Thưa ba, đáng lẽ ba không có nên nói những lời như vậy con biết lúc nào anh vũ cũng khổ tâm gì đã thọ ơn của ba mà không trả được ba rất giàu tình thương nhưng nhiều khi ba không chú ý đến lòng tự ái của kẻ chịu ơn mình ba mộng ngọc muốn nói nhiều hơn nhưng cổ nàng như nghẹn lại nàng muốn minh vật vũ nhiều hơn nhưng lại thấy đau lòng tại sao vũ sang sẻ tình yêu cho người khác Chàng bị tự ái mà làm khổ nàng chăng? Có lý đâu Vũ nở lòng như vậy? Mộng Ngọc khổ quá rồi, không còn biết nói năng gì nữa. Ông thiện cứ nhìn con mà không khuyên nhủ được. Mộng Ngọc nói đúng. Ông thương Vũ nhiều nhưng lại không nghĩ đến lòng tự ái của chàng. Nhất là hiện giờ, chàng đã có địa vị trong xã hội. Nội sự chăm biếm của bạn bè, những lời nói gần xa về chuyện thực lọc chi thê cũng đủ cho chàng khổ tâm lắm rồi ông thiện thường cho mình vào tâm lý hay giúp bạn bè giải quyết những nỗi khó khăn trong gia đình họ mà ông lại gây một điều lầm lỗi đáng trách lâu lắm ông mới nói với mộng ngọc Bà có lỗi với con nhà vũ ba đừng có nói thế mà tội nghiệp con ba không ba phải đi tìm nó mới được Ông Thiện vừa ra cửa thì Mộng Ngọc gọi theo. Ba! Ông Thiện quay lại. Gì vậy con? Ba có kiếm ảnh cũng chẳng có ít gì. Còn người thiếu phụ kia, ba sẽ tính như thế nào đây? Ông Thiện lặng thinh. Từ nãy giờ, ông chỉ nghĩ đến sự lầm lỗi của mình mà quên mất chuyện hiền. Liệu ông đến gặp Vũ có tiền hay chăng? Chàng sẽ quay về với vợ con ở nhà hay không? Và với điều kiện gì Mộng Ngọc phải nhận cho Hiền làm bé vũ ư. Thật là khó nghĩ quá. Ông Thiện bỗng bảo con. Dù sao ba cũng gặp vũ một lần để xem nó tính thế nào chứ. Con an tâm đi, ba không có nói điều gì nhiễu đâu. Ông Thiện bước mau ra xe, Mộng Ngọc thở dài nhìn theo cha, trong lòng chán nản hơn bao giờ hết. Đã lâu lắm rồi, nàng không gặp phải chuyện buồn phiền có thể là cuộc đời nàng bước sang một giai đoạn khác hay chăng bỗng nghe tiếng xe hơi chạy vào trong sân mộng ngọc nhìn ra và vội lau khô nước mắt bé dung đã đi học về mộng ngọc không muốn con nàng biết đến những nỗi buồn phiền của mẹ nó bé dung xuống xe và chạy thẳng vào nhà gọi mộng ngọc mẹ ơi mẹ mẹ ơi con thấy xe ngoại ra cửa con có kêu ngoại mà ngoại đi luôn hả Mộng Ngọc gượng cười nhìn bé Dung. Vậy hả con? Chắc ngoại không có thấy con đó. Nàng ôm chặt bé Dung vào lòng, nước mắt rưng rưng. Từ nay, con là nguồn an ủi duy nhất của nàng. Vũ đã đi rồi, liệu mẹ con nàng có chịu đựng nỗi nhớ thương trong những ngày sắp tới hay chăng? Bé Dung bỗng hỏi mẹ. Mẹ ơi, ba con về chưa? Hết giờ rồi mà. Mộng Ngọc lắc đầu, Dung tiếc. Ba hứa chiều nay cho con đi ra tiệm bán đồ chơi đó. Con qua nhắc ba. Rồi Dung gỡ tay mẹ, chạy ùa qua phòng mạch của cha, mộng ngọc gọi con lại. Dung, Dung, ba con... Nhưng bé Dung không nghe lời của nàng, xô cửa vào phòng cha. Mộng Ngọc nghe tiếng con gọi cha vang dội. Một lúc bé Dung trở ra nhìn mẹ méo máu. Ba đi đâu rồi mẹ? Mộng Ngọc làm bộ giận con. Đó, sao con không có giỏi tiệm đi? Ba đi đâu rồi hả mẹ? Bé Dung nắm lấy tay nàng, đòi vũ, mầm ngọc nói. Ba đi vắng, dài hôm nữa ba mới về. Ba đi đâu? Sao ba không có nói với con? mộng ngọc đành nói dối. Ba đi Đà Lạt có việc cần. Ba đi gấp lắm và có dặn mẹ nói lại với con. Bé Dung phụng phiểu. Con giận ba rồi đó. Ba hứa cho con đi chơi rồi không có cho hả à? mộng ngọc dỗ dành để mẹ đưa con đi thai ba được hay không bé dung lặng thinh một lúc mới gật đầu mộng ngọc mỉm cười mắng yêu con đồ chó con hả à? thôi đi thay quần áo đi nàng cất tiếng gọi chị vú vú ơi lên cho em ăn cơm Chị Vú dẫn bé Dung đi rồi thì Mộng Ngọc lại ngồi lặng một mình với những ý nghĩ vẩn vơ. Vũ có thể ra đi như vậy được hay sao? Tình vợ chồng yêu thương nhau đậm đà suốt năm năm trời. Nàng không ngờ có ngày chồng dứt áo ra đi. Vũ lúc nào cũng tỏ ra yêu thương vợ con tha thiết, không để sơ hở bất cứ chuyện gì. Có lý đâu, chàng nhẫn tâm bỏ mẹ con nàng không một tiếng giả từ. Không, nàng tin tưởng là Vũ sẽ trở về, chàng có buồn phiền gì đi nữa cũng phải nghĩ đến mấy dung chứ. Mộng Ngọc lại nhớ đến những lời của cha nàng thốt ra lúc sáng. Tôi có sản nghiệp lớn mà, nếu cần gã Mộng Ngọc không có thiếu gì nơi á. Trời ơi, tại sao cha nàng lại có thể thốt ra những lời như thế được? Lời lẽ khinh miệt đó có thể làm cho Vũ đi luôn. Cũng không biết chừng, Mộng Ngọc càng nghĩ càng thêm lo sợ, Lúc nãy nàng chưa nhìn kỹ được người thiếu phụ kia, người ta nhờ sắc đẹp hay sự chiều chuộng khéo léo mà quyến rũ được chồng của nàng. Mộng Ngọc chợt nghe tiếng xích lô ngừng trong sân nhà, nàng nhìn ra thấy cô Liễu đang xuống xe rồi đi vào phòng mạch. Nàng không rõ Liễu đã đi đâu mà 7 giờ rưỡi mới trở lại. Mộng Ngọc nghĩ thầm chắc là Liễu hiểu ít nhiều về người thiếu phụ lúc sáng. Nàng đứng lên bước qua phòng mạch, định hỏi Liễu cho ra manh mối. Trong khi đó, Liễu Cùng vừa vào thì gặp Mộng Ngọc. Nàng sửng sốt cất tiếng. Thưa bà, Mộng Ngọc nhìn nàng với đôi mắt buồn bã. Cô Liễu, sao cô chưa về? Thưa bà, tôi định lấy đồ về đây. Nếu có thể cô nắng lại cho tôi hỏi thăm một vài chuyện. Liễu rất khó nghĩ. Trong hoàn cảnh này, nàng sợ Mộng Ngọc sẽ hỏi đến những điều mà nàng không thể nói ra được. Nhưng biết chừng đâu, nàng sẽ giúp được ba người qua cảnh khó khăn sau khi mộng ngọc biết hết sự thật liễu nghĩ thế nên bảo ngọc thưa bà bà hỏi chi mộng ngọc kéo giấy dành cho bệnh nhân ngồi rồi bảo liễu cô ngồi xuống đã câu chuyện này có hơi dài liễu vừa ngồi xuống thì mộng ngọc đi vòng vào bàn viết chỗ vũ thường ngồi vẻ điềm đạm của nàng khiến cho liễu lo lắng mộng ngọc bỗng ngước lên cô liễu từ khi cô vào làm đến giờ chắc không có việc gì mình phiền lòng nhau ha liễu vội đáp dạ đâu có gì đâu mà bà phải nói vậy tôi muốn hiểu rõ lòng cô để mình dễ nói chuyện hơn tôi mong cô thành thật với tôi trong câu chuyện này mộng ngọc ngừng lại một phút rồi tiếp tôi muốn hỏi về người thiếu phụ đã đến phòng mạch lúc nãy chắc cô hiểu rõ Liễu nhìn mộng ngọc với vẻ triều mến. Dù mến thương hiền, tội nghiệp cho hoàn cảnh của nàng thôn nữ kia, Liễu cũng không thể làm ngơ trước nỗi đau của mộng ngọc. Nàng bảo ngọc, Thưa bà, tôi có biết cô ấy, nhưng... Mộng ngọc chận lời liễu. Cô cứ nói rõ cho tôi nghe cô liễu. Thiếu phụ ấy là ai? Đã gặp anh Vũ từ bao giờ? Liễu đáp. Thưa bà, Cô ấy tên Hiền, không phải hai người mới gặp nhau đâu. Hai người biết nhau trước ngày bác sĩ sang Pháp học. Mộng Ngọc mở to mắt nhìn Liễu. Có thật như vậy sao cô Liễu? Thưa bà, sự thật là thế. Mộng Ngọc nhớ ngay đến câu chuyện đêm hôm nào Vũ đã kể cho nàng nghe. Đúng rồi, chàng đã mượn chuyện kia để nói lên trường hợp khó xử của mình. Nhưng Ngọc đã vô tình không biết nếu thế thì người thiếu phụ có mặt trong phòng mạch lúc nãy là người yêu cũ của vũ trước kia hai người đã biết nhau khi vũ chưa từng gặp nàng liễu thấy mộng ngọc lặng thinh tưởng đâu nàng quá xúc động trước một sự thật nên tiếp lời hai người biết nhau khi bác sĩ vừa mới đậu tú tài toàn phần bác sĩ sang pháp học có thì hiền vẫn ẩn nhẫn đợi chờ và nàng đã trải qua bao nỗi cay đắng thế sao mà anh vũ đành quên người tình cũ sao liễu lặng thinh vì không biết nói thế nào để binh vực vũ riêng mộng ngọc nàng nhớ rõ mình đã hỏi vũ một câu như vậy khi chàng kể lại câu chuyện tưởng tượng về người bạn sinh viên nàng đã thẳng thắn buộc tội người đàn ông bồi bạc nữa là khác nào ngờ câu chuyện kia lại liên quan đến gia đình nàng liễu tiếp hai người đã có con với nhau rồi bà à Bé Lệ đã gần 7 tuổi. Mộng Ngọc hỏi lại, có phải đứa bé trong phòng mạch lúc nãy hay không? Thưa bà phải, bé Lệ bệnh nhiều nên cô Hiền mới mang tới đây á. Mộng Ngọc tự nhủ không hiểu sao cô nữ y tá của chồng lại hiểu rõ hoàn cảnh của Hiền như vậy. Liễu vô tình không biết những ý nghĩ trong đầu của Mộng Ngọc nên tiếp tục câu chuyện cũng nhờ một sự tình cờ mà cô Hiền mới hay bác sĩ đã giày nước. Người cậu của cô ấy và cũng là bạn của bác sĩ thấy quảng cáo đăng báo, liền chỉ cô ấy lên đây. Bác sĩ chưa có nói rõ sự thật với bà chắc gì quá bối rối trước hoàn cảnh hết sức bất ngờ. á Mộng Ngọc trận lời liễu. Tôi đã hiểu cả rồi cô liễu à. Anh Vũ đã kể cho tôi nghe một câu chuyện tương tự như thế đó. Tôi nào biết đó là chuyện của mình. Bây giờ đây anh vũ liệu làm sao? Anh giải quyết như giải ư? Về sống với người yêu cũ và bỏ hẳn mẹ con tôi hả? Liệu nín lặng, nàng biết rõ nguyên nhân sự ra đi của Vũ. Nhưng nàng không dám nói, nếu Vũ nặng tình với Hiền và không nghĩ gì đến Mộng Ngọc, thì chàng đã bỏ nhà đi từ lâu, có đâu để đến ngày nay, phải nghe những lời miệt khinh của ông Thiện. Mộng Ngọc thốt ra những lời đó rồi, hình như quá chua xót. Nàng nghẹn ngào không nói được gì nữa. Nàng thấy tuổi nhục nhiều hơn là ganh ghét với người đàn bà xa lạ kia. Phải chi nàng có làm điều gì lầm lỗi với chồng cho cam. Đằng này, nàng hết mực yêu chồng, chăm lo săn sóc cho chồng từng miếng ăn, giấc ngủ. Thế mà khi quyết định một chuyện quan trọng nhất đời, Vũ lại không nghĩ đến nàng liễu thấy mình cần phải nói cho mộng ngọc biết nỗi khó xử của vũ thưa bà tôi thấy mấy lúc sau này bác sĩ khổ tâm nhiều lắm mộng ngọc thở dài nhưng giờ đây ai lại khổ hơn tôi và bé dung nào có tội gì đâu mà phải gánh chịu hậu quả này liễu không dám nói nữa đối với việc riêng của gia đình vũ nàng xen vào thế cũng đã hơi nhiều nếu mộng ngọc nghi ngờ nàng về phe với hiền và vũ thì chẳng lợi ích gì mà còn có hại nữa là khác liễu nhận thấy mình không phải là người có thể dàn xếp được vụ này mộng ngọc bỗng hỏi nàng cô có biết hiện giờ anh vũ ở đâu hay không liễu bối rối chẳng biết trả lời sao chỉ chỗ ở của hiền thì nàng phụ lòng tin của vũ mà không nói ra chắc chắn mộng ngọc sẽ nghi ngờ nàng còn đang phân vân không biết liệu sao thì mộng ngọc lắc đầu tiếp nhưng mà thôi cô liễu à tôi có biết nơi vũ ở cũng chẳng có ích gì anh ấy đã không nghĩ tình mẹ con tôi mà ra đi thì tôi có đến nài nỉ chắc ảnh cũng chẳng có về đâu nàng đứng lên gượng cười bảo liễu tôi tôi cảm ơn cô nhiều lắm làm phiền cô như vậy kể cũng quá lắm rồi liệu lắc đầu bảo Mộng Ngọc. Thưa bà, không có gì đâu. Không, cô nghĩ xem có đúng như vậy hay chắc. Anh Vũ đã chẳng nghĩ tình vợ con. Tôi có làm gì cũng chỉ bận biểu thêm cho anh ấy. Thả để ảnh tự do định đoạt số phận của mẹ con tôi. Liễu vân dạ không dám bàn thêm. Nàng chỉ nhận rõ một điều đối với người đàn bà gan dạ và điềm đảm như mộng ngọc một khi đã quyết định một việc gì rồi thì khó lai chuyển nổi nàng khẽ nói thưa bà trưa lắm rồi tôi xin phép bà được về Dân! Rồi nàng đưa Liễu ra cửa, Mộng Ngọc bỗng hỏi khi Liễu đã lên xe. Chiều cô có đến hay không? Liễu ngập ngừng đáp dạ tôi 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 không có rõ bác sĩ có tiếp bệnh nhân hay không mộng ngọc cười nói chắc là không rồi nhưng mà cô cứ đến đây với tôi nhà cũng buồn liệu cất tiếng già rồi lên xe đạp ra cửa nàng nghĩ đến sự tan vỡ rất có thể xảy ra giữa vũ và mộng ngọc riêng nàng vẫn phải làm phận sự an ủi mọi người trong lúc khổ đau kể ra đó cũng là nhiệm vụ của một người nữ y tá xin lưu luyến chia tay quý vị nơi đây hẹn gặp lại quý vị vào buổi đọc truyện ngày mai nhé